Bây giờ Đạo Thanh đã lỡ giới thiệu rồi thì hát một bài về cha. Tìm cha nơi đâu, tác giả Sư Tử Tinh Giới. Ngắm nhìn chiếc lá bàn rơi, thương cha chất già cả đời vì con. Tuổi già tiểu tụy heo hon, miệng sao con được ngọt ngon cha mừng. Cha, cha ơi cha kính yêu, đời cha ngày đêm sương gió, cha trải thân nuôi con dù cho thân xa khéo hôn. Ngày từng ngày trôi qua, làn da nhăn tóc xanh nhạt nhòa, vì con khờ ngây thơ mà cha đâu quán chi nhọc nhằn. Gió thổi hắt hiu bên lũy tre xanh nơi mái nhà cô hoành. Trên chiếc giọng đông đưa giữa trưa hè mà nhưng tưởng rằng cha còn nơi đâu đó, nhưng có ngờ đâu con đã mất cha. Rồi cha đôi từng giọt mồ hôi cho con nó má tươi cười. Vì mẹ những công sanh dưỡng đạo đồng thì thâm lòng cha ơi cao quý làm sao. Cha đã tạo từng hôm sớm gian lao, vì vợ vì con mà cha sẵn sàng hy sinh tất cả. Dù đó là việc lấp biển vợ non, miệng nó ấm cho con tính mạng cha đâu. Công cha như núi Thái Sơn, nhưng núi dù cao mấy sao sánh bằng tình cha. Cha ơi, cha đã cho con từng bát cơm manh áo, cha khuyên nhắc cho con từng cánh sông trong đời. Ôi tình cha xa quá tuyệt vời, mặt nước Trường Giang còn có khí rồng khí lớn, nhưng sự hy sinh của cha lúc nào cũng đầy ắp trong con. Nhớ khi bữa ăn nào hễ có thức ăn ngon là cha nhìn miệng cho con đẩy con mình no bụng. Nhớ khi xưa gia đình nghèo túng, cha phải tất bật suốt ngày, ôi thương lắm cha ơi. Con khôn lớn thì cha rất vui mừng, mừng cho con được nên hình nên dốc. Sau nỗi vui mừng thì cha bật khóc, vì thương cho con mai sau bước vào đời. Nơi ngưỡng cửa đời bao khổ ai chơi chơi, không biết con có được thành thơi hay là là nỗi lòng của một người.
thường khuyên nhủ, lo lắng cho con dù con mình khôn lớn. Giờ cha lúc nào con cũng là đứa trẻ ngây thơ. Cha ơi cha ơi, tấm lòng của cha thật qua bao la nhiều núi cao khôn cùng. Giờ con hiểu ra thì cha đâu còn nữa. Con muốn đáp đền cũng không còn có dịp trả ân. Thập ba nén nhang chưa gì anh cha mà con không nói được nên lời. Cha đã hy sinh suốt cả cuộc đời. Dãi nắng dầm mưa rồi cha lắm trong bệnh, sức khỏe suy tàn, lòng con đau đớn làm sao. Khi thấy cha thân gầy gò tiều tụy, cho đến một hôm cha chút hơi tàn, lại cho con bao thương tiếc vô vàn. Cha ơi, mỗi khi nghe tiếng bềm bẹp kéo bên bờ sông lúc hoàng hôn gần quốc vàng, hay nhìn từng chiếc lá rơi bồng bềnh trên mặt nước như gợi lại trong con hình ảnh người cha cao cả nhất trên. Đời cha ơi, giờ này đây cha đã qua xa vời, con muốn tìm cha và thốt lên lời con thương cha lắm. Mà khi cha còn sanh tiền con chưa kịp nói xa, khi tiếng chuông chùa vang vọng xa xa là con lắng động tâm tư theo từng hồi chuông khấn nguyện. Cầu nguyện cho hương linh cha mình siêu thoát, mà từng giọt nước mắt con rơi theo những tiếng chuông chùa. Chị Cơm Anh, chị Cơm Anh, đây là người chị lúc nãy Thanh đã tâm sự cho cả nhà mình nghe. Đây là chị Cẩm Anh. Gió thu về nghe mang mát hơi sương, lòng khắc khoải nỗi vấn vương gia diệp. Nơi phương trời cha ơi có biết, con bây giờ qua đồi nhớ thương. Âm dương cách biệt đôi đường, làm sao con được tựa nương cha hiền. Cha là biểu tượng thiêng liêng cho con chập chững bước đi trong đời. Cha ơi, dẫu biết rằng không làm sao tránh khỏi cảnh tự biệt sanh ly, nhưng lần ra đi của cha thì không bao giờ gặp nữa. Có gặp chăng chỉ
trong giấc mộng, nhưng khi tỉnh giấc nồng con tìm cha ở nơi đâu. Dạ xin cảm ơn. Bây giờ Đào Vũ Thanh sẽ giới thiệu một tiết mục nữa, rồi sau đó là chị Cẩm Anh sẽ trở lại sân khấu và chị đích thân chị hát một bài do chị sáng tác luôn.